và 25-18 ở hai trận đấu vừa qua. Trọng tài xác định bóng không chạm tay các cầu thủ Thái Bình. Sau pha xử lý của Bích Thủy, đang có những phản ứng của các cô gái hoa chất đưa ra tia sáng. Quyết định đã được đưa ra, điểm thuộc về Galaxyco Thái Bình. Đây là trận đấu chỉ kéo dài đến điểm số thứ 15. Những sai sót hoàn toàn có thể bị trả giá. Và đập tốt. Điểm hóa chất Đức Giang tia sáng 1-0. Trong trận đấu quyết định này thì huấn luyện viên Van Achote quyết định sử dụng chuyền hai Hương Giang thay vì chuyền hai người Thái Lan Tichaya. Lỗi của các cô gái Thái Bình. Hóa chất Đức Giang tia sáng 2-1 cho Hóa chất Đức Giang tia sáng. Vẫn còn. Vội phản công cho Thái Bình. Nguyễn Thị Huyền đã không thể thành công. Vẫn còn. Và có khá nhiều những pha bóng giằng co được cầu thủ hai đội thể hiện ở trận đấu này. Và vừa rồi điểm số đã thuộc về Hóa chất Đức Giang tia sáng. Họ đã có khởi đầu khá thuận lợi ở trận đấu thứ 5 quyết định này. 3-1. Vẫn còn. Tình huống phòng thủ tốt của Nguyễn Thị Xuân. Đập hay của Nguyễn Thị Huyền. Điểm Galaxyco Thái Bình 2-3. Dù bật tại chỗ nhưng Nguyễn Thị Huyền đã có một pha kết thúc rất gọn gàng. 2-3. Và Nguyễn Thị Huyền thực hiện quả pha bóng. Đánh nhanh rất hay của các bài Hoa chất Đức Giang tia sáng với người kết thúc sau cùng là Lý Thị Luyến. 4-2. Đây là trận đấu mà đội đều dành sự tập trung cao nhất, không có chỗ cho những sai lầm. Bóng ngoài sân, rất đáng tiếc cho Nguyễn Thị Xuân. Bóng đã không chạm chắn các cầu áo vàng. 3-4. Điểm Hóa chất Đức Giang tia sáng 5-2. Như vậy là trọng tài đã thay đổi quyết định. Điểm là 5-2 cho Hóa chất Đức Giang tia sáng. Pha xử lý rất kinh nghiệm của Nguyễn Thị Xuân. 6-2. Lợi thế tâm lý đang thuộc về Hóa chất Đức Giang tia sáng. Nhưng rất tiếc là chuyền hai Hương Giang lại có một pha bóng lỗi. 3-6 cho Galaxyco Thái Bình. Phản bóng tương đối hiểm hóc. Phản bóng thành công. Và bàn chân tốt của Lý Thị Luyến. 7-3.
Điểm số được rút ngắn chỉ còn 4-7 cho Thái Bình. 4-7. Rõ ràng là Thái Bình đã tiến bộ rất nhiều khi mà họ không có những cầu thủ trụ cột như Polina, như Đinh Thị Trà Giang, như ở giải vô địch quốc gia vừa qua. Cái đập quá hay, pha vợt rất ăn khớp, và người kết thúc sau cùng là Thanh Mai, 5-7. Đánh một trận sơ đầu cực kỳ hiệu quả, và kết thúc của Thanh Mai mang dáng dấp của Ngọc Hòa, của Kim Huệ trước đây. Vẫn còn. Và đập tốt. 8-5. Bây giờ hai đội sẽ đổ sân. Kinh nghiệm của Nguyễn Thị Xuân đã lên tiếng ở trận đấu quyết định này. Những pha xử lý của cựu đội trưởng Ngân hàng Công Thương đang giúp cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng có được lợi thế. Tuy nhiên cách biệt không quá lớn và Glasimco Thái Bình vẫn còn cơ hội. Kể cả có thất bại trong cuộc đối đầu này thì đội thua cũng nhận được 1 điểm. Còn đội thắng chỉ có được 2 điểm mà thôi. Lỗi hà truyền của Glasgow Thái Bình, 9-5. Sân nằm chỉ kéo dài đến điểm số thứ 15. Vì vậy mà đây được coi là cơ hội lớn dành cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Họ đang tạo ra cái biệt 4 điểm trước Thái Bình. Bóng trong sân. Những điểm số liên tiếp dành cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Không có tín hiệu xin tạm dừng trận đấu để hữu ý của huấn luyện viên Trần Văn Giáp. Như vậy thì cuối cùng huấn luyện viên Trần Văn Giáp đã xin tạm dừng trận đấu để hữu ý. Ông cần động viên khích lệ các học trò. Sự tự tin đang dần trở lại với Hóa chất Đức Giang Tia Sáng ở set đấu này. Họ đã tạo ra cái biệt lên đến 5 điểm. Một khoảng cách rất khó để Thái Bình có thể xa lấp khi đây là set đấu chỉ kéo dài đến điểm số thứ 15. Trong khi hai đội gặp nhau tại trận chung kết của giải vô địch quốc gia năm ngoái là một sự chênh lệch rõ ràng giữa Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và Glasgow Thái Bình, thì Thái Bình nhanh chóng có được chiến thắng 3-0 nhờ sự tỏa sáng của Polina. Thì trận đấu ngày hôm nay, dù Hóa chất Đức Giang Tia Sáng có ngoại bình còn Thái Bình thì chưa, nhưng đã tạo nên một trận đấu hấp dẫn. Và đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay kéo dài đến set đấu thứ 5. Vẫn là Nguyễn Thị Xuân, cái tên chơi chói sáng ở set đấu thứ 5 này. Chỉ có phép màu mới có thể giúp cho Thái Bình lỗi ngược dòng ở set đấu này. Số 5 vào sân. Huấn luyện viên Trần Văn Giáp đã buộc phải thay đổi ở vị trí chuyền hai, nhưng rất khó để có thể xoay chuyển tình thế
khi cách biệt đã là 7 điểm. Và trận đi dạng tia sáng chỉ cần giành 3 điểm nữa thôi là sẽ có được chiến thắng. Và bây giờ là 2 điểm khi họ vừa có pha bóng ghi điểm trực tiếp. Sẽ đấu thứ 5 thông thường là như vậy. Đội thắng luôn tạo ra một cách biệt lớn trước đối thủ. Dù 4 sẽ đấu trước đó là một thế trận giằng co. Tiếp tục là quả pha bóng của Lý Thị Luyến. Đến tận bây giờ Thái Bình mới cắt được chuỗi liên điểm của đối phương. Quá muộn. 6-13. Lại là số 17 của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, Nguyễn Thị Xuân. Gừng càng già càng cay. Kinh nghiệm và bản lĩnh của Nguyễn Thị Xuân đã được phát huy ở thời khắc mà đội bóng cần nhất để kinh nghiệm. Thời khắc khó khăn của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng đã được giải quyết với sự đóng góp rất lớn của Nguyễn Thị Xuân ở set đấu thứ 5 này. Phá phập hay của Classico Thái Bình. 7-14. Vẫn còn 4 match point nữa cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Số 12 vào sân. 7 cơ hội để kết thúc trận đấu với một chiến thắng cho các nhà đương kim Á quân quốc gia. Phát bóng không qua lưới. Và như vậy là trận đấu thứ 5 đã kết thúc với tỷ số 15-7.